này chỉ mang tính chất vui vẻ giải trí, không cổ suý hay cổ vũ cho những hành động xấu nào đi ngược với thuần phong mỹ tục Việt Nam. Trời ơi trời, còn bây giờ chúng ta qua suy mi thôi nào. Ta đây. Một đề này cứu bông cứu tốt rồi mọi người. 10 giây. Còn bên này thôi 1 phút chúng ta không tính tiền ha. Nhớ. Nhớ đấy chính là. Mua ạc Roblox và cài thuê giá rẻ vào ngay Roblox.shop nha. Tiếp theo, xin chào các bạn, mình là Camui TV đây. Chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình nè. Trước khi xem video, các bạn đừng quên cho mình một like, một share, một subscribe. Và đừng quên chuông để lên nhận thông báo nhận. Và đừng quên hỗ trợ hết với mọi mình nữa. Và đừng quên một điều nữa đó chính là trong khi xem này, nếu các bạn thấy quảng cáo thì quên xem các bạn quảng cáo từ 5 đến 10 giây để các bạn có thêm tiền mua cá rất đáng xanh nha. Ok, và cuối cùng đây, và cái và cuối cùng đây đó chính là chào mừng các bạn đến với bộ ba xanh lè lè. Mọi người có để ý là Mèo Xuyên Men màu xanh dương, Cá Mui màu xanh lá, còn Phong Cận cũng là xanh dương nhưng mà nó đậm hơn. Đấy các bạn thấy không, ở đây chúng tôi toàn là xanh thôi mọi người ơi. Và ngày hôm nay gì cái gì anh, tôi nghe thấy tiếng Phong Cận cười kiểu cười khinh thường ấy vậy. Gì đâu, em đang cười chứ con cười thôi mà, em cười. em đang cười thôi chứ không có gì đó. À vậy hả, chứ không phải chị cười chị đúng không? Ok thế là được, chị cứ tưởng là em cười khịa chị chứ. Thôi kiểu bây giờ cảnh thành thói quen đó mọi người, không hiểu sao Phong Cận chỉ cần làm một cái gì đó mình cảm giác như cả Phong Cận đang khịa mình ấy mọi người. Làm có đâu. À là vậy hả? Rồi ok. Và ngày hôm nay bọn mình bộ ba xanh lè lè sẽ làm gì? Đó chính là bọn mình sẽ xây nhà linh thú. Nhưng chưa xong đâu nha mọi người. Và bọn mình sẽ xây nhà linh thú theo 3 phiên bản. Phiên bản đầu tiên đó là bọn mình chỉ được xây trong vòng 10 giây thôi. Với bạn tiếp theo chúng ta sẽ được chỉ được xây trong vòng 1 phút. Và cuối cùng chúng ta sẽ được bỏ ra tận 10 phút để xây luôn nha mọi người. Yeah, mọi người đã sẵn sàng chưa đẻ? Trời ơi, chơi xạo vậy. Trời ơi, tất nhiên là sẵn sàng rồi đúng không? Tại vì nó quá là đơn giản để hiểu đi ha. Ok, và đầu tiên chúng ta sẽ ra từ khác khu vực thì cho các mũi khu vực bên này đi ha. Các bạn biết tại sao không? Tại vì xíu nữa tôi sẽ có bất ngờ dành cho mọi người. Cái này á, nếu mà tôi không ở cái khu đằng ngoài này á thì xíu nữa làm nó bị gọi là gò bó đó mọi người. Ok, bây giờ Simi và Phong Cẩn đã sẵn sàng chưa? Trời, đã tự chia nhau rồi kìa. Sao em ác quá vậy? Ủa, em giết con cừu để em ăn thịt thôi. Ủa, gì chị nói ở ngoài đời thật có bao giờ ăn thịt con bò, con heo chưa mà chị kêu má. Xin lỗi. Rồi, bây giờ từ từ để các mui chuẩn bị cái đồng hồ đếm giờ đã. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ xây nhà linh thú của chúng ta. Các mui xây cà rốt, Phong Cẩn xây cà heo, còn Simi xây gấu tuyết trong vòng 10 giây và 10 giây bắt đầu. Ok, trời ơi, bây giờ các mui sẽ xây. Các mui nghĩ là không biết các mui có thể xây được cái ủa? À, chỉ có 10 giây thôi. Là chỉ có 10 cái gì vậy? Xây cái gì? Xây nhà linh thú. Lên tu. Xong rồi, hết thời gian rồi Phong ơi. Hết thời gian rồi. Ngưng, ngưng đây. Em còn chưa kịp biết là sẽ thay gì luôn á. Tại vì mạng của em bị lát. Củ cà rốt chứ phải củ cải đâu nha mọi người, tại vì nó màu cam mà đúng không? Anh nhìn ra củ cải bỏ tay luôn á. Trời ơi, chúng ta của chị dễ xây rồi. Thì tất nhiên rồi, chúng ta cùng qua bên Phong Cận. Vừa xây gì vậy? Các mọi người nghĩ Phong Cận còn chưa kịp loát luôn đó mọi người, tức là còn chưa kịp hết. Ủa, là mình xây gì đó? Là mình làm cái gì? Mình chỉ làm cái gì vậy? Ủa, mình làm cái gì trong cái cuộc đời vậy? Discord bị lắc cho nên tôi chưa kịp nghe mọi người nói gì hết trơn à. Hai bạn bắt đầu rồi chứ mình kiểu bắt đầu gì vậy? Thôi được rồi, đằng nào thật ra thì 10 giây nó cũng không có nhiều á. Bây giờ là nhiệm vụ của chúng ta sẽ xây nhà linh thú, ok? Chị thì sẽ xây cà rốt, em sẽ xây cà heo, còn Simi sẽ xây gấu tuyết. Nên là bây giờ em sẽ có, đây chị sẽ tặng em thêm 10 giây là tại vì nó cũng nhanh lắm mọi người, không lâu đâu. 10 giây này, ok, em xây tiếp hoặc là em chở hay là gì tùy em nha. Chuẩn bị nè, 3, 2, 1, bắt đầu. Đây đi Phong, em có 10 giây đây nha. 10 giây rồi đó. Để xem là Phong Cận 10 giây có thể làm được cái gì đây. Hình như
được nha. Mình cho nó những cái bay bắt yêu. Những cái thời gian này hết thời gian 10 giây rồi và cái này. Chúng tôi không sao. Nếu mà Phong cận chuẩn trước mà lắp thì nó sẽ được cả. Nhưng mà cái này tôi không hiểu bằng một cách nào đó tôi nhìn ra được cá heo nha. Tôi nhìn ra được cá heo đó mọi người. Có bạn nào nhìn ra đây là cá heo mọi người thì các bạn hãy comment cho tôi biết nha. Chứ còn cũng đỉnh nha. Phong cận đỉnh đó mọi người. Đỉnh. Được 10 giây mà xây được cái này rất là đỉnh nha. Rồi ok. À 10 giây của Phong cận. Các bạn chấm cho Phong cận 10 giây bao nhiêu điểm thì các bạn hãy comment xuống phía dưới cho tôi biết nha. Ở bên này sẽ bị sao sẽ bị không xây nhanh nhở? Xây được cho mày nhanh cả luôn đi. Cái này nhanh cực kỳ luôn. Mặc dù bản hướng kết của chúng em chưa có hai mắt nhưng mà thật sự luôn là để được như thế này thôi nó đã rất là đỉnh rồi. Đen. Không ơi, đừng em ơi, đừng em ơi, nó đang dễ thương. Phong ơi, em đừng phá em ơi. Em chỉnh sửa xíu cho coi nè. Đừng ơi, Phong ơi, đừng. Đủ rồi, cái này em thành công trình của em, nó thành cái gì ấy Phong. Đừng làm như vậy Phong. Không được, tôi là không thể. Tôi muốn gọi là muốn nó nguyên gốc. Đó là một phút là đẩy lên đi, đẩy lên để cho các bạn pha chấm em ạ. Rồi đây là Simi 10 giây nha các bạn. Các bạn chấm cho Simi 10 giây bao nhiêu điểm thì các bạn hãy comment xuống phía dưới cho các bạn biết nha. Ok. Rồi, còn bên này thì các bạn cũng đừng quên chấm điểm cho Kamui 10 giây bao nhiêu điểm nha mọi người. Ok, và bây giờ chúng ta đến với Linh Thú Hero Team phiên bản 1 phút. Và bây giờ cả chúng ta sẽ có 1 phút để chúng ta xây nha mọi người. Mọi người đã sẵn sàng chuẩn bị chưa Phong? Okay. Linh vật đúng rồi, linh vật của chúng ta vẫn là linh vật này. Kamui vẫn là cà rốt, Phong cận vẫn là cá heo và Simi vẫn là gầu tuyết. Nhưng bọn mình được 1 phút để xây nha mọi người. Còn lúc nãy chỉ có 10 giây lại mọi người. Đó rồi, ok, mọi người sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. 3, 2, 1, bắt đầu. Ok, tôi bắt đầu tính thời gian luôn nha. Bây giờ mình sẽ xây ok, Kamui nhớ cách xây nếu như là sẽ là như thế này này. Đó, rồi, ok. Trời ơi, cái này làm sao mà mình có thể đặt nhanh được nhờ? Trời ơi, tôi rung tay quá. Ok. Ủa, tôi đặt lệch rồi. Ủa, tôi đặt lệch chỗ nào vậy trời? 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ủa, lệch chỗ nào ta? À đây, lệch chỗ này. Trời ơi, lệch thế không mọi người? Lệch một cái là mình đi luôn cái khung tròn của mình nhá mọi người. Rồi, bây giờ thì Kamui chỉ việc xây lên thôi. Ok, nhanh lên. Oh my god. Ok. Đó, Kamui đặt 3 block này thì Kamui đặt block thì nó sẽ nhanh hơn. Đó, rồi, Kamui đã tham lam. Chứ sao, tham không lam. Sao. Trời ơi. Không sao, thua, Mui nghe em nói nè, không sao. Hả? Nói chung á là... Thua là thua, không có nói nhiều. Đó, là bọn mình vừa mới nghịch được một cái phần mềm bọn mình thu âm á, đó chính là nó có cách ghi âm lại và Phong cả đây em có thể bật lại cho chị nghe được không ạ chị? Thua là thua, không có nói nhiều. Thua là thua, không có nói nhiều. Thua là thua, không có nói nhiều. Các bạn ơi, là bọn mình có ghi âm sẵn những cái đấy thôi luôn đó mọi người. Và bây giờ chỉ cần chỉ cần một cái ok thôi là chúng ta có thể nói liên tục được. Nhưng mà nói cho bạn nghe à, với lại á, cho mình nói bạn nghe, có nhiều bạn bảo là anh Phong á suốt ngày bắt nạt chị Kamui này kia. Thật ra là bọn mình á là chị em nhau, mình chơi chung nhau bao nhiêu lâu rồi, bọn mình chỉ muốn tấu hài trong video mình khịa khịa mấy chị em vậy thôi, chứ mình không có ý rồi là chọc chị em hay gì đâu. Mấy bạn rồi, hiểu chứ, đúng chọc không? Hay là xúc phạm không hoặc là bất kỳ cái điều gì đâu. Đúng rồi, không, vậy là bọn mình không có bất kỳ điều gì xúc phạm nhau. Còn nếu mà có xúc phạm thì không có nha mọi người. Không bao giờ có luôn, bọn mình chỉ chọc nhau cho vui thôi nha mọi người. Phải không? Phải. Đúng rồi. Ok, và đây là Kamui 1 phút. Trời ơi, tham ơi. Tham làm quá làm chi. Cái này chị cũng công nhận là chị tham lam thật. Ok, đây là phiên bản Kamui cà rốt 1 phút nha mọi người. Thì các bạn hãy chấm điểm cho mình nha. Rồi bên này. Oh, cực
kiểu cái dạng ông mà phình ra giống cái bóng nở mà. Ê, Phong ơi. Sao chị? Cá heo 10 giây của em là cá con, xong rồi đến cá heo mà 1 phút của em nó là cá thiếu niên hả? Cá anh chị. À. Cá anh là nói chung là anh lớn hơn em đúng không? Là nói chung là con này lớn hơn con này đúng không? Ok. Con này là mới là con nồng nọc đó nè. Nãy đáng lẽ là em phải xây cho nó thêm hai cái vây thế này nè, nó mới đẹp phải không? Mà em quên sai. Nhưng mà không kịp mọi người ạ, hoặc là cũng quên luôn. Ok. Và đây là phiên bản cá heo của Phong Cận nha mọi người. Trời ơi, cũng cưng xỉu nha, nhìn đúng cái kiểu. Ê, cái này thì chúng ta còn nhìn nó lòng nọc thật, còn cái này là chúng ta nhìn đúng chính xác là cá luôn mọi người. Đây là mọi người đó. Còn cá như thế này, đó là cá đúng chính xác nha mọi người. Trời. Ok, em tuyên bố luôn, em nói thật cái mùi luôn á là hả? Chị mới vừa đếm cái 30 giây thôi là em xây xong rồi. 30 giây em xây xong rồi. Bởi vì em không có tham lam á, em xây to. Ok. Không có tham lam. Ok. Bây giờ chúng ta có một cái hashtag mới mọi người, đó chính là hashtag mùi tham lam. Tôi đau lòng quá, thật sự là tôi rất là tham thật, tôi không nhận điều đó rồi. Bây giờ chúng ta qua sim nha mọi người. Rồi qua sim. Cái con của sim vừa đâu cũng ngang không, của chị to hơn, của chị to đúng rồi, của em nhỏ lắm, nhỏ xíu à, em nhỏ xíu à. Rồi còn đây là bé gấu tuyết của Sim, và Simmy còn không thiếu một thứ, các bạn biết là gì không? Đó chính là cái mầm cây của Sim này mọi người. Trời ơi, Simmy ở bên này còn không kịp đủ thời gian, chứ còn bên này đủ thời gian là Simmy xây được cái mầm. Nói chung là tác phẩm của ai cũng hoàn thành trừ vui. Quá chị ơi, trời, mình xây nhỏ thôi 1 phút chứ vậy 10 phút được trời, đúng không? Trời ơi, chắc là ở phía dưới comment các bạn không để hashtag mùi tham lam đâu ha mọi người, đúng không? Đúng không mọi người? Không, mọi người không để đâu là đúng không? Ok, và bây giờ đáng xem. Ok, và bây giờ chúng ta đến với phiên bản xây nhà linh thú. Nhưng điều quan trọng đây nè, đó chính là chúng ta sẽ xây nhà linh thú phiên bản 10 phút nữa nha. Lúc nãy là 1 phút không đủ, bây giờ tôi giảm 10 phút ra cho mọi người luôn nha mọi người. Ai mà còn xây cái này chắc công trình chắc phải to lắm luôn, to kiểu to đồ sộ luôn mọi người thì mới là 10 phút nha mọi người. Rồi ok. Và bây giờ thì Phong Cận và Simmy đã sẵn sàng chưa đấy nhỉ? Ready. Ok rồi chị. Ok. Và thôi, từ chưa chỉnh thời gian, chờ xíu. Ok, thời gian bắt đầu. Ok. Yeah, và bây giờ thì nói nhỏ cho các bạn biết nè, đó chính là ca mui không có xây bình thường đâu. 10 phút đúng không? Tôi xây được chứ. Nhưng mà tôi sẽ xây theo kiểu gian lận. Nhảy. 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 Mui qua. Mui qua bên chỗ em, mui coi em. Sao vậy? Coi gì? Ai. Ngồi đây uống tách trà, ngồi chờ mọi người xây. Khi nào còn 2 phút cuối mình xây. Gãy ơi à. Đúng là anh Phong Cận của chúng ta. Không? Chị thấy em đang ngồi đợi không? Có, chị thấy ok, xíu nữa thỉnh thoảng chị sẽ nghe ngó qua xem là em còn đấy không nha. Thôi dữ quá. Và bây giờ tôi sẽ lấy, ngày bây giờ thì tôi sẽ không xây cái nhà kia nữa, mà tôi sẽ lấy một cái chậu trồng cà rốt. Đó, nên là bây giờ tôi sẽ gọi là xây chậu nha mọi người. Đầu tiên thì tất nhiên rồi, chúng ta làm gì ạ? Chúng ta chơi gian lận đúng không? Chúng ta không thể làm mà đặt từng bãi lốc nó như này. Đây. Đặt như này rất là vất vả, mà tôi sẽ dùng lệnh. Đó chính là lệnh. Mọi người nhìn đây là một cái vòng tròn màu nâu này sẽ xuất hiện trong vòng 3, 2, 1. Cái này là lộn, từ làm lại, cái này là bị lỗ rồi, nhầm, nó sẽ là to hơn rất nhiều nhá. Mọi người thấy gì không, đó chính là một vòng tròn. Ê, nó có to quá không ta, nhưng mà không sao, chúng ta là gì ạ, chúng ta là hack đúng không, mà chúng ta là hack thì từng này nó cũng xứng đáng đó mọi người, như thế này là mới xứng đáng công hack, chứ còn nếu mà hack chỉ bình thường một xíu thôi thì nó làm sao mà đủ. Ok, bây giờ tôi sẽ lấy thêm này đó, tôi sẽ làm nguyên một cái chậu nha mọi người. Đây đó, một cái chậu siêu to khổng lồ xuất hiện. Và điều quan trọng nhất đó chính là gì, các bạn biết sao không? Là cái vòng tròn này nó là một vòng tròn siêu chuẩn luôn, chứ nó không bị lệch cho mọi người đó. Bình thường bên kia thì các bạn có thể lệch tại vì xây khó, nhưng mà đến với cái hình to như này á, độ lệch nó không một chút nào luôn nha. Rồi bây giờ tôi sẽ tạo nó thành một cái chậu, và sau đó tôi sẽ trồng cà rốt lên trên đó nha mọi người. Đó, rồi tung. Mọi người thấy gì chưa? Lúc nãy mà xây 1 phút đi ha, mà tôi dùng cái lệnh này á thì đó với mọi người luôn, là mấy cái nhà kia không có tuổi. Cái này là
lỗi lỗi một xíu thôi, chúng ta kệ đi ha. Nhưng mà nhìn từ bên ngoài vào đây, đây để tôi nhìn từ bên ngoài cho mọi người coi này. Trời ơi là trời, nó là một cái chậu siêu to khổng lồ khai. Và bây giờ đúng không, trồng chỉ ta trồng đất ở trong chậu thì chúng ta trồng cà rốt ở trong chậu trồng cà rốt ở trong chậu thì chúng ta cần gì? Chúng ta cần đất đúng không? Nhưng mà đất chẳng lẽ bây giờ Camui lại phải lấp từng block như thế này sao? No, không, Camui không cần như vậy mọi người ơi. Mà Camui chỉ cần làm một động tác nho nhỏ như này thôi. Đây, bây giờ Camui sẽ đứng ở đây nha mọi người. Sau đó thì Camui gõ lệnh và đất sẽ xuất hiện trong vòng 3, 2, 1. Tắt đây nè. Trời ơi, mọi người thấy gì không? Đất này mọi người, đó. Và nó cực kỳ như thế này. Đây đây, chúng ta có thể thấy sẵn là đúng không? Đây đây đây, đó. Và bây giờ Camui chỉ cần lấy thêm thôi, cái này người ta gọi là tạo thêm với mọi người. Đây Camui sẽ đứng ở từ Camui sẽ đứng ở đây đây đây. Đó, Camui sẽ tạo thêm này đó. Trời ơi, chúng ta chỉ cần một nốt nhạc thôi là chúng ta có thể làm được tất cả nha mọi người. Và đất sẽ được lấp đầy trong 3 2 1. Đây 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 nè. Trời ơi là trời. Yeah 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 yeah. Và chúng ta chỉ còn một chút xíu chỗ này nữa thôi. Và khoan, tại sao mình không làm một phát xong luôn đi, lại còn mình làm mắc công quá vậy? Từ từ để tôi tăng cái độ gì ta, độ của dày của đất lên. Và đất sẽ lấp đầy lại một lần nữa, tôi lại phải đếm lại một lần nữa, tôi khổ quá. 3 2 1 ba. Ok, tan 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 tan. Quê quá mọi người, tại sao vẫn còn một tí này vậy? Nhưng mà thôi không sao, vì còn một tí này nên là thôi mình đặt tay cũng được nha mọi người. Hơi quê nhưng mà chỉ là quê một xíu thôi chứ không có quê nhiều nha mọi người. Đó, như vậy là hoàn thành cái miếng đất của Camui rồi. Nhưng mà nếu mà bảo là đất trồng cây á thì cái đất từng này đất này nhìn nó hơi đơn giản đúng không? Thì Camui sẽ kết hợp đây. Camui sẽ kết hợp giữa những loại đất khác nhau, ví dụ đất này này đó, thêm cả đất này nữa mọi người. Và cái phía mảnh đất phía dưới này nó sẽ thay đổi trong 3 2 1 tăng lên rồi. Trời ơi mọi người ơi, đất nó phải như thế này đúng không mọi người? Và sau đó thì Camui mới chết rồi. Từ từ bình tĩnh, tôi cần lấy cái điểm giữa. Đây, điểm giữa của tôi ở đây này. Tại vì phải có cái điểm giữa này thì Camui với cân bằng, Camui mới tính được cả cái vòng tròn xung quanh ấy mọi người. Đâu rồi, đây Camui sẽ bù lấp lại ở đây này. Rồi, và bây giờ thì Camui sẽ tạo một vòng tròn dành cho cái củ cà rốt của Camui. Tại vì chậu cây thì xong rồi đó, nhưng mà chúng ta vẫn còn củ cà rốt to đùng đúng không? Và bây giờ cái vòng tròn của củ cà rốt sẽ xuất hiện trong 3, 2, 1. Tăng 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 tăng. Camui là ai nào? Camui chính là chiến thần, chỉ cần một nốt nhạc thôi. Trời ơi, cái gì đây? Sao bản thân nó tối quá vậy? Từ từ bình tĩnh, tối quá trời quá đất luôn. Ủa Phong, chị tưởng em đang ngồi chơi mà. Em đang qua xem coi chị làm gì thôi, chứ em có làm gì đâu, nãy giờ em bắt cái gì đâu. Em đi mặt của người ta rồi, đi ra kia đi, xin lỗi. Trời, người ta có mối bí mật để đang xây dựng trong vòng 10 phút mà nhìn gì mà lộ hết vậy? Ok, và bây giờ củ cà rốt này hơi bé ha. Nếu mà một củ cà rốt nó bé như thế này thì tôi sẽ trồng nhiều củ cà rốt ở đây. Chứ còn nếu mà bảo là đây chỉ là một củ cà rốt và ở trên cái nguyên cái chậu cây to như này thì nó không đáng mọi người ạ. Bây giờ tôi sẽ chỉnh sửa cho nó thành nhiều củ cà rốt ở trên đây. Trời ơi, tôi quên mất mọi người ơi. Đó chính là Phong Cận bảo là lúc nãy vừa bảo cái gì đó, em sẽ ngồi chơi đến 8 phút, 2 phút cuối em mới xây. Bây giờ tôi sẽ đi kiểm tra xem là Phong Cận xây gì nha mọi người ạ. Ủa, đang ngồi chơi thật luôn kìa. Gì, con ngồi uống nước mất hả? Đáng vậy. Trời quá. Trời, mặc dù mình là xây gian lận nha, nhưng mà mình còn vẫn phải xây, vẫn phải lao đầu và làm mà Phong. Ủa khoan, thế thì 1 phút xây được từng kia, 2 phút chẳng em Phong Cận xây được một con to gấp đôi thôi hả? Nếu mà thế thì Phong Cận 1 phút xây được con kia, còn 10 phút chẳng em Phong Cận định gấp đôi con đấy lên thôi hả? Ủa xây dạy gì, xây làm gì, người ta cho tận 10 phút để làm gì? Để làm gì đấy? Thôi không sao mọi người ạ, đấy là sự lựa chọn của Phong. Mình thì mình chịu thôi chứ mình biết sao giờ, Phong vậy rồi. Nhưng mà xíu nữa nha, nếu mà con 10 phút của Phong nha mà nó thấp này hoặc là nó bé này thì lúc đấy mọi người hãy cho điểm Phong thấp thấp thôi nha mọi người. Tại vì á, ổng lười như ý kia mà ngồi chơi không à, ngồi uống nước không à. Còn nhiêu điểm vậy Mui ơi, còn nhiêu phút vậy Mui ơi? Đâu để chị xem nào. Còn 3 phút. Rồi, ngồi 2 phút nữa là say. Trời ơi,
còn 3 phút. Ok ok em thôi, Camu đi xoay nốt đấy mọi người, tại vì của Camu cũng sắp xong rồi. Ok, và ở đây Camu đã hoàn thành xong cái củ cà rốt của Camu rồi nè. Chúng ta còn thiếu một thứ nữa thôi, đó chính là cái người ta gọi là mầm cây đúng không, hay là gọi là cành lá mọi người. Đây đây đây, đó là cành lá này mà chúng ta chỉ việc xây lên thôi nha. Nhưng nếu mà Camu sử dụng đặt như thế này thì nó lại là bình thường đó mọi người. Camu không đặt từng block như thế này mà Camu sử dụng lệnh gian lận tiếp luôn. Đây, và trên tay Camu đó chính là một cái que. Các bạn nghĩ đây là một cái que bình thường sao? No 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 no, nó không phải là một cái que bình thường đó mọi người, mà nó là que thần đó mọi người. Và bây giờ Camu sẽ tạo một cái cành lá cho cái củ cà rốt của Camu rất là dễ dàng như thế này. Đây nè mọi người, đó mọi người thấy gì không? Camu chỉ cần đứng ở tít đằng xa này, và ở đây chúng ta sẽ có những cái cành nho nhỏ chỉa lên như thế này. Đó, Camu chỉ cần bay thôi, kể cả Camu đứng xa đến mấy, đây mọi người đó, Camu đứng xa đến mấy nó vẫn sẽ có những cái cành lá mọc lên cho Camu. Trời ơi, nó đơn giản, kể cả Camu đứng càng ngày càng xa ở đây, Camu bay tí lên tận chân trời luôn, và các mũi ấn nó vẫn lên nha mọi người. Mọi người thấy đỉnh không? Trời ơi, ai vậy ta? Là ai đang xây nhở? Là ai nhở? Trời ơi, đúng là xây dựng kiểu gian lận nó đỉnh thật sự mọi người. Nó kiểu nó bị dễ mọi người đó. Còn bên này thì các mũi sẽ cho hai nhánh này, tại vì nó có những cái này là lá bé mọi người, mà ở đây thì chỉ có một nhánh nhỏ như thế này thôi. Đó thì các mũi sẽ đây tạo lên thêm một cái như này. Trời ơi, ai xây vậy? Ai xây vậy? Ủa Phong ơi, em làm gì vậy? Em còn 2 phút là còn 2 phút nữa Phong ơi. Muốn uống trà. Ủa còn 2 phút thì xây đi em ơi, không lại không kịp bây giờ. Trời em đi uống trà, chị đừng ồn ào quá. Ok em, chị xúc phạm em quá, xin lỗi em nha. Xin lỗi chị thôi à, chị kém cỏi quá, xin lỗi em. Ok, và của Camu như thế này là từ tôi sẽ cho lớp này dày lên một xíu đó, tại vì đây là cái nhà to nhất của Camu mọi người, nên là nó phải to ấy. Rồi ok, Camu nghĩ như thế này là tuyệt vời đó mọi người. Ok, xong rồi nha mọi người. Và đây là củ cà rốt của Camu trong vòng 10 phút, và Camu vẫn còn dư thời gian luôn nha. Và sau một thời gian thì Camu cũng đã sử dụng gian lận để cho chúng ta một mái cỏ siêu đẹp. Camu thấy đất màu nâu nó chưa hoàn chỉnh lắm ấy mọi người, nên là Camu đã tận dụng thời gian Camu thêm một cái cỏ. Trời ơi, cái chỗ này thì cỏ hơi rậm này, bỏ đi đó. Ok, và trời ơi, một chúng ta có một vườn cây siêu đã nhầm vườn hoa vườn cà rốt siêu đẹp, và cũng là làm nhà được luôn nha. Nhưng mà hết thời gian rồi. Ê mọi người, còn 5 giây. Ủa Phong ơi, Phong xây chưa hả? Trời ơi, xong rồi nha. Trời ơi, hết thời gian rồi. Trời ơi, ông ngắm đến 2 phút đi. Rồi ông xây được cái gì chưa? Rồi em xong rồi nha. Ok. Trời ơi, tôi thấy Phong cận ở cái phía tên, Phong cận ở phía đằng đuôi này. Ok. Tại vì Phong thôi mà chúng ta vào Phong cận trước đi để xem công trình của anh trai chúng ta xây trong vòng 2 phút cuối xem nào. Ừ, Sim ơi, Sim đâu rồi? Đi em đi đây. Qua đây là. Đó là anh Phong. Ủa? Trà ngon quá nhỉ. Ủa mọi người, xong rồi uống trà là sao vậy ông nội? 2 phút em xây ghê vậy? Ủa? Dễ mà. À, 10 phút mà chị nhìn cái gì vậy? Không phải, tại vì Phong cận lúc nãy chị có kiểm tra nha. Lúc nãy là còn 3 phút thì chị có qua kiểm tra, thì Phong cận chưa xây cái gì luôn, Phong cận chỉ ngồi một chỗ này thôi à. Sao tự nhiên thì có muốn qua bên đây uống một tách trà với em không? Chị không. Từ tôi xem nào. Đó, đây là công trình cá heo của Phong cận này. Phong cận cá heo trong vòng 10 phút. 10 phút được xây được từng này cũng ghê gớm đấy nha mọi người. Nhưng khách, Phong phải nói là 3 phút chứ. Không, 2 phút, Phong cận bảo 2 phút. Tại vì Phong nói gì là Camu tin đó là mọi người. Phong cận bảo 2 phút, Phong cận xây được cái này. Sao đáng sợ không nghĩ trời. Tại sao tình trình đặt block của Phong cận nhanh như thế ấy? Mà vấn đề quan trọng là nhìn ra con cá heo mới là đỉnh nha mọi người. Đây là con cá heo của Phong cận này mọi người. Trời ơi là trời đã như thế hả? Nhưng mà con cá heo này mũi hơi dài nha Phong ạ. Chị thấy mũi hơi dài á các bạn nào? Nhảy mũi lại hơi dài. Này, phải con cá heo này hay nói dối á, nên mũi nó dài chị. Thôi con cá heo nè. Là gì sao? Là hay giấu quỷ đen, em hay giấu quỷ là gì? Ý em là ở nhà em hay giấu quỷ đen của Sam. Là do em giấu quỷ đen chứ không phải là em vừa nói dối, chứ không phải là em xây 2 phút đúng không? Ủa đâu, trời ơi, em xây 2 phút thiệt mà, không tin người ta. Ok, có bạn nào tin Phong cận xây cái này trong vòng 2 phút thì các bạn hãy comment số 1 cho con biết nha. Và các bạn cũng đừng quên chấm điểm cho Phong cận 10 phút là bao lâu nha mọi người, là bao điểm nha mọi người. Trời ơi, 10 phút là bao lâu? Trời ơi, trời.
chúng ta qua Simi thôi nào. Một bé này có bông tối tốt rồi mọi người. Ai ai ai, từ từ để xem coi nào. Các người cứ tưởng là ở bên này sẽ là một mặt của một bạn gấu tuyết nhưng không, đây là mặt của Simi. Cũng thế hả? Yeah, it's me guys. Mình là gấu tuyết này mọi người. Và 10 phút của Simi thì chúng ta có được một bé gấu đúng là tiến hóa. Cái đúng là tiến hóa luôn á. Tính là tiến, thứ nhất là tiến hóa, thứ hai từ từ để chị đang không được. Đây là mô hình em bé Simi mặc bộ áo gấu tuyết đúng chưa? Ô mày, các mọi dịch đúng không? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Tại vì nếu mà bảo là gấu bông gấu tuyết cũng không đúng, nên là mà bảo là gấu bông Simi thì cũng hơi thiếu thiếu. Đó, nên là cái này là các mọi bảo là em bé Simi mặc bộ đồ gấu tuyết. Sao nó dài dữ vậy trời. Ok, và đây là thành quả của Simi. Đây là mọi người, đó 10 giây, 1 phút và 10 phút đây nha mọi người. Trời ơi, nhìn cu tê quá, cu tê thật sự đó mọi người. Nhân cú ba như em vậy hả? À, không em không được vậy đâu em không được vậy đâu em không được vậy em đừng cảm tưởng em thôi. Và đây là tác phẩm của Simi nha mọi người. Các bạn chấm cho Simi bao nhiêu điểm thì các bạn hãy comment nha. Quên mất. Và đây là tổng 3 tác phẩm. Ê Phong ơi, em có thể quay đầu bạn cá heo được không? Chứ còn chị, tại sao em lại xây ngược vậy em? Hai bạn 10 giây với một phút em xây chiều này, tại sao em xây chiều đấy? Em thuận hướng nào thì em quay hướng đó thôi. À, em muốn ngồi ngắm trà chiều cái đầu đúng em muốn không? Ngắm mặt trời, chị nhìn kìa mặt trời đẹp, em phải ngồi ngắm mặt trời chứ. À, thì ra là vậy, nhưng mà em ơi, đúng là của em cũng đỉnh đấy. Nhưng mà làm sao bằng của chị được, qua bên này. Trời ơi, lại chị hóng một cá muôi không á. Trời ơi, là phải hóng, trời các bạn biết tại sao không? Tại vì tôi sử dụng gian lận mà. Đây, thưa quý vị, đó chính là đầu tiên một bạn củ cà rốt với giá trị 10 giây. Còn bên này, thôi 1 phút chúng ta không tính tiền ha. Nhưng đây chính là một bạn nha cảo nhà linh thú cà rốt của ca môi. Nhưng là 10 phút. Sao dây được như vậy? Cái này là siêu khủng lột. Nhưng mà bên trong chưa trang trí gì hết, không điểm. Ủa em thì của em không có trang trí gì đâu. Bây giờ mình đang quan trọng là bên ngoài. Mình đang quan trọng là cái bên ngoài, em hiểu không? Nhưng mà vấn đề là người phúc làm sao mà có thể làm được này trời. Nhưng mà chị là ai? Là chị là ca mui em ơi. Nên là từng này có là gì đâu. Em thích chị x10 lên đưa cho em cũng được luôn á trời. Rồi mấy cái răm ba, mấy cái đặt block chị đã phát màu này thấy không? Chị đã đặt thấy không? Nhanh, không nhanh lắm. Nói chung là đó, đây là tác phẩm 10 phút của chị nha. Thế bây giờ chị hỏi em nè, bây giờ là cái thời gian vừa rồi em xây gấu tuyết là bao lâu, là bao lâu? Thì là 10 phút. Đó, cái phong đoạn thời gian nãy giờ em chờ 8 phút cộng 12 phút em xây là mấy phút, là tổng là bao nhiêu? Thì là 2 phút. Ủa trời. Okay, thôi, thôi chúng ta không cần hỏi Phong, Phong bỏ qua đi. Và mọi người sử dụng 10 phút thì chị cũng là 10 phút đấy này. Ok đó. Trong 10 phút thì làm sao? Thì đó, đúng là vấn đề, vấn đề nó nằm ở đó đó. Thì mọi người 10 phút mình cũng 10 phút, mình cũng thành ra 10 phút chứ không phải là mình là lấy thêm một thời gian nào đâu. Thời gian của đồng hồ giờ bồng chị ta điện thoại bấm giờ rồi. Chị đâu có chạy được đâu, chị đâu có thể làm được cái gì đâu, đúng không? Dù con tôi cu te cỡ nào chứ co gặp cái cà rốt này tôi chịu mọi người, chờ nó bự ơi, bự gần mấy cái nhật tôi ra. Tôi sẽ xem video này của bà thì tôi biết sự thật. Ai biết gì đâu, thôi đừng. Người yêu em, một người yêu em lên tầm 1, lên tầm 2, tầm 1, chín chị em mọi người. Bộ mặt thật của chị. Không, chị đâu biết gì đâu, mọi người hãy comment phía dưới là ca mui xây thật mà đúng không mọi người? Mọi người cũng comment là ca mui xây thật mà đúng không? Gì đấy? Gì đấy? Cao cái gì đấy? Chị sợ em ơi. Không, chị ơi, em đang ngồi tự nhiên có con tôm đâu nó nhảy lên bàn phím của em. Cho các bạn biết một điều mới, gọi là thú vui mới của Phong ạ. Đó chính là dạo này Phong gần thích nuôi cá và nuôi tôm mọi người ạ. Nên là mấy con tên như là nuôi cá cảnh và tôm cảnh nha mọi người, chứ không phải nuôi ở đầm ao sen hồ đâu. Mà nuôi mấy bạn đấy thì Phong gần để cái mấy cái bạn tôm đấy ở ngay trên cái màn hình ấy, cái bàn phím của Phong. Tất nhiên nếu các bạn ấy nhảy thì cũng nhảy vào bàn phím của Phong thôi. Và Phong vừa giật mình vì mọi người. Okay. Cũng may á, bình thường á em hay ăn lẩu ngay cái bàn của em lắm. Nhảy cái vô nồi lẩu luôn xong luôn. Nhưng mà chị không nghĩ về vấn đề an toàn thực phẩm đâu em. Chị không chắc đâu nha. Ok. Sao tôm em nuôi? Tôm em nuôi thì chắc là sạch ha. Ok. Và đó là những tác phẩm 10 giây, 1 phút và 10 phút của bọn mình. Các bạn
ai là người xây đỉnh nhất thì các bạn hãy comment xuống phía dưới cho các bạn mình biết nha. Và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau. Bye bye, em rất là nhiều. Bye bye.